Bước vào khu vườn cây cảnh rộng hàng nghìn mét vuông của ông Trương Ngọc Xuân, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thời điểm này sẽ thấy không khí Tết đang rất gần. Những cây quất thân gốc to như cây cổ thụ được tạo thế hoàn chỉnh với những chùm quả căng mọng đã bắt đầu lốm đốm vàng, len lỏi vài nhành hoa trắng thơm ngát và vài lộc non mới nhú. Bất ngờ hơn, năm nay ông cho ra mắt một cặp rồng quất dáng đứng và một cặp rồng lượn đang cưỡi mây đùa với nước, được gọi là Long Vân Thủy. Thực ra thì đến Tết năm nay thì tôi vẫn làm cái quất ghép gốc cây cần thăng là chủ đạo. Thế nhưng năm nay để có những cái tác phẩm nó đặc sắc hơn thì tôi có lên ý tưởng từ năm ngoái, và năm nay là tôi bắt đầu vào thực hiện làm 4 con rồng. Con rồng là biểu tượng linh thiêng của người dân Việt Nam mình. Có 2 con rồng lượn và 2 con rồng quất. Để có thể tạo nên con rồng bằng quất, ông Xuân phải chăm sóc tỉ mỉ, sao cho cây cho ra nhiều nhánh, nhiều quả, sai trái. Khi cho vào khung cũng phải đòi hỏi thật khéo léo và kỳ công. Đồng thời, khi hoàn thành để trông giống con rồng nhất, ông Xuân tạo hình thêm vảy rồng, râu rồng, mắt cho sống động. Theo ông Xuân, phải 1 tháng nữa khi quất chín, ngả màu vàng thì con rồng sẽ rực rỡ hơn. Tôi đã trồng cây từ đầu năm và đến khoảng tháng 7, tháng 8 vừa rồi, tháng 8, tháng 9 vừa rồi tôi bắt đầu tôi đưa vào khung dần và làm trong vòng khoảng 3 tháng thì đến tháng 10 âm lịch vừa rồi thì là hoàn thiện, thì đến giờ thì nó đã hình thành, cũng nhìn thì các như quý vị đã nhìn thấy. Và thực ra thì nó chỉ là cây quất bình thường thôi. Thế nhưng mà ta trồng chẳng hạn trên mỗi một chậu cây tôi trồng 3 cây để đưa vào khung và uốn dần, nắn dần nó vào dáng thế thân rồng, rồi thì đuôi rồng dần, rồi đầu rồng thì là cũng phải uốn dần dần, từ từ, tỉ mỉ chứ không làm vội được. Nói chung là cũng mất khá nhiều công. 2 con rồng lượn thì là của tôi nó dài, chiều dài là khoảng 3 mét. Và chiều cao thì như các vị nhìn thấy thực tế đây thì đôi rồng lượn thì nó có chiều cao cả chậu cả cây nó khoảng hơn mét. Còn con rồng quấn của nó thì nó có chiều cao cả cây nó khoảng hơn 2 mét, khoảng 2 mét rưỡi gì đấy. Mặc dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết, nhưng lượng quất cần thăng có giá trị lớn đã được ông Xuân bán gần hết. Mỗi ngày, vườn của ông Xuân đón vài khách ra vào để tham quan và túc tắc đặt mua dần.